Thưa quý vị, chắc hẳn trong hành trình lớn lên cùng con thì đã có không ít các bậc phụ huynh cảm thấy bối rối khi bắt gặp những câu hỏi của con nhỏ về ý nghĩa của cuộc sống xung quanh, về chính bản thân mình, về gia đình, bạn bè và các mối quan hệ xoay quanh con. Đó là những thắc mắc mà có lẽ sự giải đáp đúng của cha mẹ sẽ có tác động rất lớn cho sự phát triển và định hình tính cách của con trẻ. Trong chuyên mục Cuốn sách tôi chọn ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của độc giả trẻ Tô Linh Ly về một cuốn sách đã thay đổi nhãn quan của bạn ấy về thế giới rất nhiều, ấn bản. Có thể lý giải cái này đó là bạn có thể hỏi người yêu bạn là anh có còn thương em không, thì người yêu bảo không, thì đấy, cái không này chính là cái không của sự khổ đau. Còn khi bạn hỏi người yêu bạn là anh sẽ không bao giờ từ bỏ em đúng không, người yêu bạn trả lời rằng không, chắc chắn là không, thì không, cái không này chính là cái không mà mang đến cho bạn sự hạnh phúc. Nên đôi khi cái không cũng không phải là xấu, nó có thể mang đến cho mình những ý nghĩa và những niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Cuốn sách này thực ra là một cuốn sách tranh, thì nó chủ yếu là hướng đến những độc giả nhỏ tuổi. Nhưng mà với tôi, khi tôi đọc cuốn sách này thì nó còn mang nhiều giá trị hơn thế. Bởi khi mình nhìn dưới góc độ của một người trưởng thành, thì những câu trả lời của thiền sư tuy rất là đơn giản, nhưng mà những câu trả lời đó có thể ngay cả bản thân chính chúng ta cũng không thể trả lời được trong cuộc sống thường ngày này. Và có khi là nói đơn giản hơn là nếu như mà con bạn hỏi bạn chính những cái câu hỏi đấy, thì chưa chắc bạn cũng đã trả lời được cho con. Và làm thế nào để mình có thể diễn đạt được những cái câu trả lời đó để cho những bạn trẻ hoặc là những đứa con của mình có thể hiểu được. Tôi nghĩ rằng những cái câu trả lời của Thiền sư Thích Hạnh thì nó không chỉ giúp giải đáp những thắc mắc của những bạn độc giả nhỏ tuổi, mà nó còn giúp xoa dịu cái tâm hồn của những người trưởng thành, những cái người mà đang sống trong một thế giới rất là ồn ào và có phần áp lực. Thì khi đến với cuốn sách này thì tôi nghĩ là họ sẽ tìm được những giá trị khác nhau, nhưng mà tịnh chung lại thì đều sẽ cảm thấy là an nhiên và cảm thấy hạnh phúc hơn, cảm thấy rằng có nhiều người vẫn đang âm thầm yêu thương mình.